Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Lão Hoàng Bắt Ma có thời lượng dài 5 tập của tác giả Mây Hạ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ, thưa quý vị, trong hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Lão Hoàng Bắt Ma, tác giả Mây Hạ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Hoàng đi lang thang trong làng cầm chai rượu trên tay. Lão vốn là một tay bợm rượu có tiếng trong làng này, ai nhìn thấy cũng phải tránh né. Ấy vậy mà sau một đêm, lão lại có những khả năng vô cùng kỳ quái, khiến cho ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Đầu tiên, lão đoán được cái chết của Tú, một thanh niên nổi loạn trong làng. Theo hắn đi qua, lão phán chắc địch: thằng này tối nay mà ra ngoài là chết, chết thảm lắm. Thằng Tú nghe vậy thì tức đến bốc khói đầu. Nó lao và chửi nhau tay đôi với lão. Nào ngờ ngay sáng hôm sau, người dân phát hiện xác của nó nằm rải trên ngôi mộ hoang trong làng. Lão Hoàng thấy vậy chẳng những không thương xót, mà còn quay sang thằng Nghĩa và thằng Thắng phán thêm: cả hai đứa mày nữa không có thoát được con quỷ đâu. Cả hai thằng nghe vậy thì sững người. Ngày tối hôm đó, Nghĩa nằm ốm liệt giường, khiến cho gia đình vô cùng lo lắng. Bây giờ người ta mới chịu tin về những gì lão Hoàng đã nói. Hóa ra ba người bọn hắn chẳng biết ăn gan hùm hay sao, mà nửa đêm nửa hôm lại mò vào nghĩa địa để thách thức nhau. Thằng Tú do đào cả mồ của người ta lên cho nên bị vật chết tươi. Biết được nguyên nhân, người nhà của Nghĩa liền cầu xin lão giúp. Công mày lão Hoàng không thèm chấp nhận vụ việc, bọn chúng chửi bới lão hôi nách cho nên vẫn ra tay giúp đỡ. Thằng Thắng thấy lão từ một kẻ vô công rồi nghề nay lại được dân làng trọng vọng như vậy thì háo hức lắm. Nó cầu xin lão thu nhận mình làm đệ tử. Từ ngày nào cũng đi theo để quấy rầy hết việc này đến việc nọ. Ngay cả việc lão Vạn, bạn thân của lão, cũng thường xuyên lui tới để nương nhờ. Việc quan trọng nhất là trốn vợ những cái lúc bị bà ta đuổi đánh. Sau khi lão Hoàng giúp cho Nghĩa thoát khỏi cảnh quỷ ám thì tiếng tăm của lão đã vang xa khắp các ngôi làng lân cận. Bây giờ không còn ai dám chế giễu lão như trước mà vô cùng kính trọng. Lão đi đâu đều được người dân săn đón đến đó, phong thái cũng khác hẳn so với lúc trước, khiến cho Thắng đi cũng được thơm lây. Bây giờ thì nổi tiếng rồi nha, thích ghê đấy. Lão Hoàng cười khà, đi một con đường thôi mà biết bao nhiêu con người chào hỏi, khiến cho lão phồng lên cả mũi. Này lão Hoàng, chờ tôi với. Bất chợt từ đằng sau có tiếng người gọi vọng lại. Hai thầy trò lão Hoàng quay lại thì lấy lão Vạn đang hớt hải chạy tới. Thấy lão chạy như ma đuổi, lão Vạn liền nhìn đằng sau, y như rằng vợ của lão Vạn đang cầm cây gậy đuổi đánh chầm. Miệng của bà không ngừng hét lên: lão có đứng lại ngay không thì báo, tối mà bắt được lão què giò với tôi đấy. Lão Vạn nghe vậy thì xanh cả mặt. Lão vội vàng trốn sau lưng của lão Hoàng, miệng không ngừng lắp bắp: Cứu tao với lão Hoàng ơi, cái con hổ cái hôm nay nó không biết ăn cái gì mà nó chạy khỏe thế. Lão vừa dứt lời thì vợ của lão cũng chạy đến nơi. Vợ của lão tên là Hiền, cái tên vận vào thân cho nên mang hết tiếng hiền lành nhất cả cái làng này, đến nỗi đi đâu cũng khiến cho người khác phải e dè khiếp sợ. Thế lão cứ nấp sau mông của lão Vạn, bà liền nói: hay, lão có ra đây không thì báo. Vừa nói bà vừa gõ cồm vào chiếc gậy trên tay xuống mặt đất. Tiếng động vang lên khiến cho lão Vạn trốn đằng sau cũng sợ co rúm người lại. Thế bản thân bị bắt nạt, lão Hoàng bấy giờ mới lên tiếng: này cô lành, cô vừa phải thôi, sao suốt ngày đuổi đánh chồng vậy, không khác gì là đánh con vậy hả? Bà lành nghe thấy việc như vậy thì liền thở như là trâu. Gương mặt của bà lúc này hầm tức giận: việc của nhà lão ấy mà lão lắm lời hả? Thế bà lành ăn nói chợ búa. Thắng không nhìn đường cho nên lúc này liền lên tiếng: sao bác lại nói thế? Bác đã đánh chi kỷ của thầy cháu thì thầy cháu phải quan tâm chứ lại. Dứt lời thì bà lành quăng mắt nhìn sang phía của Thắng run rẩy mấy phần, vội vàng lùi lại đằng sau. Sao bác nhìn cháu kiểu đấy? Bà lành không nói nhiều nữa, bà trực tiếp đuổi đánh chồng mình mà kể cho lão Hoàng cùng Thắng bị lão Vạn lôi đi. Hai thầy trò lão bị kéo đi kéo lại thở không ra hơi, lại bị bà đánh oằn mấy cái thì khó chịu vô cùng. Cả hai liền hét lớn: dừng lại đi. Đến khi bà lành dừng tay thì đầu óc ai nấy cũng đều như cái tổ quả. Nhìn sang lão Vạn đang nằm trên mặt đất, trên mặt vẫn còn in hẳn năm ngón tay đỏ chót đến thảm thương. Thầy trò của lão Hoàng nhìn tình cảnh gì ấy thì không nói nên lời. Thắng nuốt nước bọt đường ngực, hắn run rẩy nói thầm với lão Hoàng: thầy ơi, con không dám lấy vợ nữa đâu. Tao cũng vậy, lấy vợ mà như thế này tao thà ở giá còn hơn. Nghe lời của hai thầy trò, bà lành dù tức nhưng vẫn chẳng dám làm gì. Bà liền phủi tay cho hít bụi bặm rồi quay sang chồng mình gằn giọng: từ sau lão còn dám bán trộm gà lấy tiền mua rượu thì đừng có trách. Nói đoạn bà liền quay ngoắt người ra về. Bây giờ hai người thầy trò lão Hoàng mới hiểu ra nguyên nhân tại sao hôm nay bà lại bất chấp sự ngăn cản của hai người mà đánh lão Vạn kinh khủng như vậy. Cả hai nhìn xuống lão Vạn vẫn còn nằm im trên đất chép miệng rồi chán nản: trời ơi, bị lão bán trộm gà lấy tiền mua rượu, tôi đã chẳng mất công bênh lão, làm tôi và thằng Thắng bị đánh lây chán đời. Thấy trời mãi mà vẫn không có lấy một câu, lão Hoàng liền ngồi xuống lay chân lay tay, sợ lão bản thân bị đánh đến ngất thì khổ. Lay được một lúc thì lão Vạn cũng đã tỉnh dậy. Lão nhìn hai người rồi ngơ ngác hỏi: mụ vợ tôi về rồi hả? Nhận ra điều gì đó, Thắng liền kinh ngạc rồi thốt lên: đừng có nói là bác ngủ mơ đi nhé, mồm thì vẫn còn dính cả bọt kia kìa. Trời ạ, bị đánh đau như vậy mà vẫn còn ngủ cho nổi. Lão Vạn nghe Thắng hét lớn thì xấu hổ. Lão ôm một bên mặt bị đánh đến sưng phồng ngại ngùng rồi nói: thì cho nó đánh thôi chứ biết sao giờ. Lão Hoàng bất lực nhìn người bạn đã gầy gò lại còn hay bị vợ đánh, lão liền chẹp miệng: đã biết nó dữ hơn con hổ cái rồi mà còn lấy trộm gà của nó thì chả chết. Lão Vạn trợn mắt lại vênh mặt lên rồi cãi: tại nó chạy ra đường cho nên là tôi bắt mang đi bán luôn, chứ đâu phải là trong chuồng đâu mà bảo là lấy trộm. Mà tôi mua rượu cho lão uống nữa còn gì. Nếu mà chịu thì lão cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Bây giờ lão Hoàng mới biết rượu hôm qua mà lão Vạn mang đến hóa ra là bán con gà mới có được. Lão đập bôm bốp vào đầu rồi thở dài: tội lỗi quá. Lão Vạn cười khà, bấy giờ chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Lão liền đứng dậy, khoác vai của ông bạn già của mình rồi nói: hôm qua tôi giấu mấy chai rượu ở ngoài cổng nhà lão, bây giờ về lấy rồi đánh chén no say thôi. Cái gì? Lão giấu cổng của nhà tôi à? Lão Hoàng kinh hãi tột độ. Lão thật không ngờ người bạn tri kỷ lại lắm chiêu trò đến như vậy. Nhưng mồi đến miệng thì ngu gì mà không nhận. Cả hai liền khoác vai nhau mặc kệ. Thắng ngơ ngác đằng sau mà nhanh chân đi về nhà. Thắng chạy theo sau, đến nơi đã thấy cả hai chén chú chén lành ở trong nhà. Cả hai không thèm để ý đến hắn mà cứ như vậy chìm vào những câu chuyện vẩn vơ không có hồi kết. Thế hai người vô tâm quá, Thắng lúc này liền hét lớn: ôi bác lành, bác đi đâu mà lại sang tận đây? Vừa nghe thấy tên của vợ, lão Vạn sợ đến mất mật. Lão vội vàng cầm chai rượu rồi chui vội xuống cầm bàn mà trốn. Lão Hoàng cũng hoảng hốt không kém. Lão ngó nghiêng xung quanh, cố gắng căng mắt ra nhìn bên ngoài để nhìn cho thật kỹ. Đâu, làm gì có ai? Lão nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Thấy dáng vẻ của hai lão, Thắng lăn ra nhà rồi bỏ cười. Hắn cười đến chảy cả nước mắt về sự can đảm của hai ông già ngũ tuần, nhưng vẫn vô cùng sợ vợ. Biết mình đã bị lừa, lão Vạn hầm tức giận chui ra khỏi gầm bàn. Lão toàn ném thứ trên tay của mình về phía của Thắng, nhưng mà chợt nhận ra đó là chai rượu yêu quý của mình cho nên vội vàng rụt lại. Thắng thấy vậy lại càng cười lớn hơn. Cái miệng rộng ngoác cười như là sắp nuốt cả ngôi nhà vào trong thì bất ngờ nghe một tiếng bộp nặng nề vang lên. Thắng liền trợn mắt nhìn chiếc dép đang nằm thẳng về phía của hắn mà bay đến. Chưa kịp tránh thì đã ăn ngay đôi dép lao vào mặt, khiến cho hắn đầu đứng, ôm mặt ngồi thụp xuống đất, mắt đã rơm rớm nước. Mày vẫn chưa chừa cái thói chơi ngu hả? Lâu lâu không bị ăn đánh cho nên nhớ mùi phải không? Thắng vừa ôm mặt khóc vừa ấm ức lên tiếng: thầy ác vậy là cùng chứ, thảo nào mà vẫn ế. Nghe vậy lão Hoàng lại càng tức hơn. Lão toàn chạy đến cho hắn thêm mấy cái, thế nhưng Thắng đã nhanh tay chạy đi mất dạng. Hắn không quên quay lại rồi đe dọa: "Con đi báo với bác Lành đây, hai người cứ chờ đấy mà coi." Nghe hắn nói vậy, Lão Vạn và Lão Hoàng hoảng hốt, muốn đuổi theo bịt miệng lại nhưng không được. Cả hai đành nhanh chóng thu dọn đống đồ nhậu rồi lại chạy bắn sống bắn chết để kiếm chỗ giấu những chai rượu đi để cho bà Lành không tìm thấy được. Nhưng mà mồm thì vẫn còn mùi rượu. Lão Vạn hoảng hốt lên tiếng. Thế vậy thì Lão Hoàng khà khà mấy hơi rồi cũng giật mình nhận ra mùi rượu nồng nàn. Lão đảo mắt một vòng, nhìn thấy lọ mắm tôm ở trên bàn, lấy rồi banh miệng của Lão Vạn ra, dốc thẳng vào trong, khiến cho Lão Vạn ú ớ sặc sụa suýt ngất. "Đấy, hết mùi rượu rồi nhé." Lão Vạn bị bất ngờ thì ho lên sặc sụa. Lão phun ra tứ tung khắp căn nhà, khiến Lão Hoàng cau mày gắt gầm. Thế vậy Lão Vạn mếu máu quát lại: "Lão định giết người hả? Dốc cả lọ mắm tôm vào mồm của người ta." Dứt lời, từ bên ngoài bà Lành đã sồng sộc chạy vào. Đằng sau là Thắng vẫn còn đang lè lưỡi trêu: "Lần này hai người chết chắc rồi nhé." "Đâu rồi? Lão Vạn đâu? Lão thích trốn sang đây uống rượu có phải không?" Tiếng của bà Lành sang sảng khiến cả hai lão rùng mình, không dám đứng thẳng. Đến khi mà Lão Hoàng vỗ mạnh vào lưng ông bạn thân thì Lão Vạn mới ú ớ bật lại: "Bà đừng có mà ăn nói linh tinh, rượu đâu mà rượu chứ." "Lão còn cãi hả? Thằng Thắng nó khai cả rồi, nó còn thích cãi không?" Nói đoạn bà dùng chân đập mông của Thắng lên phía trước, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất. Khi mà vừa ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt tức giận cố kìm nén của hai lão già. Hắn vội vàng xua tay: "Ê chết, chắc bác hiểu lầm chứ con có nói gì đâu." Thế hắn lật mặt như bánh trắng. Bà Lành lại chẳng nói nhiều, liền túm cổ của Lão Vạn chồng bà: "Muốn biết thực hay giả thì ngửi mùi là biết." Nói đoạn bà liền đưa mũi sát mồm của Lão Vạn, nhưng lập tức tránh xa. "Trời ơi, lão ăn cái quái gì vậy?" Lão Vạn thừa biết vợ mình không ăn được mắm tôm, thậm chí người mùi thức cũng buồn nôn, chẳng đến làm gì sợ hãi. Lão đền tiếng nói: "Tôi vì Lão Hoàng vừa ăn bún đậu đó, bà muốn thì vào ăn cùng đi." Nói đoạn lão cố tình tiến sát lại, khiến cho bà hoảng hồn lùi ra đằng sau mấy bước. Thôi, ông ứng yên đấy cho tôi." Nghĩ ngợi một lúc vẫn không buông tha, bà liền nhìn Lão Hoàng như là nham hiểm: "Còn lão nữa, mau lại đây cho tôi." Lão Hoàng nghe vậy thì hoảng hốt: "Này, tôi liên quan gì đến nhà bà mà bà đòi lại tôi gậy gần, bà bị hấp à?" Nhưng chẳng để cho lão kịp chạy, bà đã túm lấy lão mà vật xuống. Bà ghé sát vào khoang miệng của lão như đánh hơi, khiến cho Lão Hoàng hoang mang tột độ. Chết cha, bà nãy chỉ đổ mắm tôm và Lão Vạn không hề đổ cho mình, lần này thì chết chắc với con mụ này rồi. Ngay lúc mà Lão Vạn đang ôm đầu vì ngỡ rằng mọi sự che giấu đều thất bại và Thắng đang ngoác miệng cười, thì Lão Hoàng đã nhanh trí giang hai cánh tay ra cho mùi nước hoa đặc quyền bên trong tỏa ra. Đúng như lão dự đoán, mùi nước hoa quyến rũ ấy vừa bay ra khiến cho bà không chịu nổi mà hét lên. Bà ta vừa bịt mũi vừa giật lùi lại đằng sau vẻ kinh tởm: "Trời ơi là trời, lão không ăn mắm hay sao mà hôi nách còn hơn cả mùi mắm tôm thế hả? Bảo sao nó ế là phải. Này, tôi nói cho bà biết nha, tôi không lấy vợ là để cho gái nó thèm chứ không phải là ế ẩm gì đâu. Đừng có mà nói linh tinh." Lão Hoàng thoát nạn liền khép chặt nách lại, không quên dạy cho bà một trận. Biết không thể làm được gì hai lão, bà liền tức tối bỏ về, không quên đe dọa: "Hai lão cứ liệu thần hồn đi nha, tối mà phát hiện ra điều gì thì hai lão chết với tôi." Thấy bà liền đang định rời đi, Thắng liền vội vàng đi theo nhưng đã bị Lão Hoàng giữ chặt lại: "Này, định đi đâu vậy hả? Học cho cứng." "Ôi thầy nói thế con không có quen, con về nhà nấu cơm." Hắn định chạy đi nhưng bị một bàn tay nữa bám chặt. Lần này Lão Vạn quyết không tha cho hắn thêm lần nữa. "Lão Hoàng, nể tình nó là trò cưng của ông nên tôi để lại cho nó một chân. Ông thấy thế nào?" "Được, lão cứ tùy mà làm đi, không để cái chân nào càng tốt." Thắng nghe vậy ớn lạnh cả sống lưng. Hắn mếu máu nhìn lên như thể đang cầu xin, nhưng lần này hắn chỉ nhận lại những điều cười âm lạnh. Cả căn nhà im mắng, bỗng chốc vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Chim chóc đậu trên mái nhà bị dọa cho bay tứ tung. Ngay cả những người qua đường cũng không khỏi tò mò, liền ngó vào xem sự tình. Thắng bị Lão Hoàng giữ chặt trên sập, tư thế nằm úp chồng mông lên trời. Một bên Lão Vạn cầm quăng gánh quất liên tiếp vào mông, khiến cho hắn đau đớn vặn vẹo thân người, nhưng không thể thoát khỏi. "Thầy ơi, Tha cho con đi thầy ơi. Hắn vừa đau vừa ngại khi nhìn ra bên ngoài đang có biết bao nhiêu người đứng nhìn. Họ vừa cười vừa chỉ trỏ khiến hắn xấu hổ không biết phải trốn đi đâu. Đánh đến ngày thứ 10 thì Lão Vạn mới chịu dừng tay. Lão Hoàng cũng từ từ buông lòng. Bây giờ Thắng mới thở hổn hển như là vừa từ cõi chết trở về. Từ bên ngoài, Nghĩa hớt hải chạy vào bên trong. Thì thằng bản thân bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì mếu máu cóc thương. Ôi trời ơi, sao hai người ác vậy hả? Đánh nó như vậy thì còn lấy vợ kiểu gì? Nghe tiếng khóc não nề của Nghĩa bên tai, Thắng không chịu được liền cau mày gắt. Tao đã chết đâu mà mày khóc như đưa đám vậy hả? Mà mày đừng có một cái kiểu mèo vừa khóc chuột đi. Bạn ấy bị đánh tao ngó ra ngoài thì mày cười như điên dại. Bây giờ còn bày đặt nó gớm thì... Nghĩa đang định nói gì đó nhưng thôi. Hắn gãi đầu từ từ đỡ Thắng đứng dậy. Thắng nhìn người thầy thân yêu của mình bằng con mắt chiều mến nhưng không dám nói gì. Đi đi mày, mau lên. Sợ bị đánh thêm, Thắng véo tay của Nghĩa thúc giục đi nhanh. Vì sợ hai lão kia đổi ý vật hắn ra đánh nữa thì khổ. Lúc đi hắn còn không quên phóng ánh mắt tràn đầy yêu thương về phía của hai người. Thấy ánh mắt đằng đằng sát khí đó, Lão Hoàng cầm vội cây gậy lên trợn mắt quát. Lại còn dám nhìn hả? Cả ngôi làng ngày hôm ấy được một phen bỏ cười trước sự tấu hài của thầy trò Lão Hoàng. Nhìn Thắng đi cả nhắc ôm mông đau đớn, ai đấy đều không khỏi nhịn được cười. Hai ông ấy đánh mày thâm dữ vậy trời. Nghĩa vừa giúp bạn thoa thuốc vừa suýt xoa cảm thán. Thằng cố gắng chịu đựng cơn đau, hồi tưởng lại trận đánh bàn nãy mà không thể nuốt trôi cục tức. Sớm muộn gì ta cũng trả thù thôi, cứ đợi đi mà xem. Lão Hoàng ngồi yên trong nhà hôm nay chẳng còn thấy Thắng làng vàng chạy sang để nói chuyện, khiến cho lão lại thấy buồn. Nghĩ đoạn lão liền quyết định lên giường ngủ sớm để ngày mai tiếp tục công việc của mình. Lão vừa đặt người xuống thì đã chìm trong giấc ngủ. Hôm nay không có Thắng ngủ cùng cho nên lão một mình độc chiếm trước giường, hai chân giằng hết cỡ, miệng mở rộng gáy khò khò. Thầy ơi, thầy ơi! Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến cho lão giật mình choàng tỉnh giấc. Lão từ từ mở mắt, ngỡ rằng đêm hôm Thắng mò sang, lão liền gắt gỏng. Tối mày không ở nhà mày ngủ, mày mò sang nhà tao làm gì? Thấy hỏi mà Thắng chẳng trả lời, lão chẳng quan tâm mà nhắm mắt toan ngủ tiếp. Thế nhưng chưa được bao lâu thì lão giật nảy mình dựng cả lên khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo vừa tát thẳng vào mặt của mình. Ai? Cái nào đêm hôm còn nghịch ngợm? Lão căng mắt ra nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lão đang nghi hoặc không biết mình gặp phải chuyện gì thì bất ngờ có tiếng người vang lên từ đằng sau. Thầy ơi, tôi ở đây. Lão Hoàng giật mình quay lại đằng sau. Trước mắt của lão là thân ảnh của một người phụ nữ khá trẻ với một gương mặt buồn đang nhìn chằm chằm. Cô là ai? Lão ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Lão nhìn qua liền nhận ra đây không phải người. Nhưng vì biết người phụ nữ không có ý xấu cho nên lão bình tĩnh hỏi chuyện. Trong đầu lão không ngừng nghĩ. Hết người là đến ma bắt nạt mình. Đến thì đến chứ quái gì mà phải tát. Người phụ nữ buồn bã như là nhận ra ý nghĩ của lão. Cô ta liền cất lời. Xin lỗi vì đã đánh thầy. Nhưng thấy thầy ngủ say quá tôi đánh cho thầy mau tỉnh. Lão Hoàng nghe thấy như vậy thì chẳng nói gì. Là cũng không muốn tôi có nhiều cho nên hỏi. Thế cậu có quyền gì tìm tôi? Nói nhanh để tôi còn ngủ. Vâng. Hồn ma nhanh chóng trả lời, ngập ngừng đôi chút cô ta liền lên tiếng. Tôi muốn nhà thầy đến làng của tôi để cứu giúp dân làng. Hiện tại họ đang gặp nguy hiểm. Làng của cô nhưng đã xảy ra chuyện gì? Lão Hoàng liền ngơ ngác hỏi. Hồn ma liền ấp úng đáp. Họ đang bị quỷ ám. Con quỷ đó rất mạnh nên tôi không thể ngăn cản được. Bây giờ đã có mấy người chết. Cậu xin thầy hãy giúp đỡ dân làng của tôi. Hồn ma nói xong thì liền quỳ thụp xuống đất. Lão Hoàng vội vàng xua tay ra hiệu không cần. Nhưng hồn ma vẫn khóc lóc cầu xin khiến cho lão không khỏi bực bội. Thế làng của cô không có thầy nào khác sao? Mà làng của cô tên gì? Nói rõ thì mới giải quyết được chứ. Khóc lóc làm cái gì? Mà đứa nghe vậy mới chịu nín khóc. Cô ta chỉ tay về phía đông mà nói. Làng tôi là làng Hạ Du. Nếu đi về phía đông thì mất 5 ngày để đến. Sở dĩ mà tôi mạo hiểm đến đây là vì nghe danh của thầy qua những hồn ma khác lan truyền. Cũng đã có nhiều thầy pháp đến làng Hạ Du, nhưng họ đều không thể đuổi được con quỷ kia đi. thậm chí là còn bị diệt chết. Vậy nên tôi xin thầy làm ơn đến làng tôi để cứu giúp. Lão Hoàng nghe vậy thì sững người. Biết bao nhiêu người đã đến đó nhưng cũng không giải quyết được gì, thì lão đến nghe rằng cũng chẳng có kết quả. Nhưng mà... Lão đang định từ chối thì liền bắt gặp ánh mắt mong chờ của hồn ma, thì mềm lòng. Nghĩ ngợi một lúc, lão gật đầu đồng ý. Thôi được, tôi sẽ đến đó xem sao. Thế nhưng mà tôi không dám chắc chắn điều gì đâu. Nếu khó khăn quá chúng tôi sẽ quay về. Hồn ma nữ nghe lão quyết định dù hơi không hài lòng nhưng cũng đành chấp nhận. Nói đoạn, hồn ma cảm ơn lão liên hồi rồi dần dần biến mất trong không gian. Lão Hoàng ngồi bệt xuống giường, lão trằn trọc nghĩ ngợi về câu chuyện của hồn ma nữ. Vừa mới xử lý chuyện trong làng là đến phiên chuyện của làng khác, khiến cho lão không khỏi mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau vừa mới mở mắt, lão đang nghe tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài, kèm theo đó là tiếng gọi quen thuộc. Thầy Hoàng ơi! Tiếng gọi gấp gáp khiến cho lão nhanh chóng chạy ra. Thế hai thằng Thắng và Nghĩa đang hớt hải thở không ra hơi thì gắt: Chúng mày bị điên hồi nào mà sáng sớm đã sang để ám quẻ vậy? Thầy ơi, có người chết! Lão nghe vậy thì ngạc nhiên: Cái gì? Lại có người chết? Chúng mày đùa hả? Con đùa thì làm gì? Thầy ra ao xem đi, con nhà chị Hạnh ấy chết nổi dưới ao. Nghe vậy lão Hoàng liền bật chế độ hóng hớt, vội vàng chạy nhanh ra hiện trường phát hiện xác chết. Lũ nhóc ở trong làng đứa nào cũng biết, bởi vì khi trước chúng a dua theo nhau chọc phá lão suốt ngày. Thằng con của nhà chị Hạnh được mẹ yêu chiều gọi là Tý, nó là đứa đầu sỏ chuyên môn dẫn dắt bọn trẻ trong làng phá phách đủ điều. Chị Hạnh nhiều lần đánh nó đến mức mông nở hoa mà vẫn chẳng hề sửa đổi. Ấy vậy mà thằng bé 12 tuổi tự dưng lại ngã ao chết đuối, mặc dù nó bơi giỏi, khiến này nấy đều không khỏi nghi ngờ. Chính vì vậy, họ sai hai người Thắng và Nghĩa đến gọi lão Hoàng xem nơi này có sự can thiệp của một thế lực nào không, để nhanh chóng giải quyết. Lão Hoàng chưa đến nơi thì đã nghe tiếng khóc thảm thiết của chị Hạnh vang lên đến não cả lầm. Cả hai vợ chồng mới có được một con lại ra đi trong tình cảnh trớ trêu như vậy, khiến nhất thời chị không cam tâm mà khóc giống cả lên. Thế lão Hoàng đến, tất thảy đều dạt sang ngay bên nhường đường cho lão. Tiếng rì rầm bàn tán cũng dứt hẳn, làm cho tiếng khóc của chị Hạnh lại càng trở nên rõ ràng hơn. Lão nhìn chồng của chị Hạnh đứng chết lặng cạnh vợ mà thở dài não nề. Đoạn lão lại quay sang nhìn xác chết của thằng Tý. Xác chết lạnh lẽo ướt nhẹp, được người dân tốt bụng vớt lên rồi đặt yên vị trên mặt đất. Chỉ thấy dáng vẻ lúc này của nó, lão lại nghĩ đến hình ảnh tinh nghịch lúc thằng bé dẫn đầu bọn trẻ sang nhà lão kiếm chuyện. Miệng của nó không ngừng nói, nhiều lúc còn cười phá lên, nhưng bây giờ lại im lặng đến đáng sợ vô cùng. Ông Khanh bước đến lão rồi cất lời hỏi: Lão xem liệu có phải bị ma ra bắt không? Chứ thằng Tý bơi giỏi nhất cái làng này ai cũng biết, làm sao có cái chuyện nó chết đuối cho nổi chứ? Lão Hoàng liền lập tức lắc đầu. Lão thở dài rồi nhìn hai vợ chồng chị Hạnh rồi nói: Thôi thì cũng có cái số của nó cả. Thằng Tý nó mất do trời định đoạt chứ không phải do ma quỷ nào làm đâu. Hai người bớt đau buồn, mau chóng đưa xác nó về để an táng. Nhưng mà... Ông Khanh định nói gì thêm nhưng lão Hoàng đang ngăn lại. Tuy nói không phải ma quỷ làm thì không phải do ma quỷ làm, nó bị chuột rút không thoát được. Mọi người đừng có đoán giả đoán non, mau đưa nó về nhà đi. Nói đoạn lão liền ngoảnh mặt bước thẳng, khiến cho Thắng và Tú chưa kịp hiểu chuyện gì cũng vội vàng chạy theo. Thầy ơi, thầy, con thấy rõ ràng là do ma quỷ làm cơ mà. Mày thì thấy cái gì? Đừng có lúc nào cũng nhìn đâu ra ma quỷ. Ta nói rồi, nó bị chuột rút. Nhưng mà sao thầy chắc chắn thằng Tý bị chuột rút? Nó nói cho tao biết. Lão vừa dứt lời thì hai tên thanh niên đứng khựng lại, cả hai lắp bắp: Nó nói với thầy à? Lão Hoàng không để ý đến chúng nữa mà cứ đi thẳng. Sở dĩ lão dám khẳng định chắc nịch như vậy là do ban nãy lão đã thấy vong hồn của thằng Tý. Nó cố gắng lên tiếng gọi bố mẹ cậu gì, nhưng không một ai nghe thấy. Nó đứng bên cạnh xác chết lạnh lẽo của mình rồi bật khóc, khiến cho lão cũng phải buồn lầm. Nó ngước mắt lên nhìn lão vẻ buồn bã rồi kể lại câu chuyện nguyên nhân cái chết của mình. Lão Hoàng vừa nghĩ về cái chết của thằng bé vừa tặc lưỡi lắc đầu vì sự vô thường của cuộc sống này. Con người có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy đều khiến cho con người muôn đời đau khổ. Từ hôm đó Thắng ngủ lại tại nhà của Lão Hoàng. Mặc dù mong vẫn còn ê ẩm nhưng hắn muốn ở cạnh lão để thỉnh thoảng tia thấy cuốn bí kíp nào thì liền học trộm. Vì tới lúc nhận hắn làm học trò đến giờ, Lão Hoàng chẳng hề dạy cho hắn thứ gì. Mà kể cho hắn sốt ruột nhiều lần thúc giục, Lão Hoàng vẫn chỉ cười rồi đáp: "Chưa đến lúc đâu, mày còn non và xanh lắm." Thắng bất lực nằm trên giường nhưng chân tay thì khua loạn xả, khiến cho Lão Hoàng bực mình, đá bay hắn qua một bên rồi quát: "Mày đừng có mà để tao đuổi mày ra khỏi nhà." Thế lão bực mình, Thắng cũng không dám dở thói nhây. Một phần vì sợ, còn phần lớn là do lão đã trúng cái mông của hắn vừa bị đánh nhựa ngày hôm trước cho nên xót vô cùng. Cứ như vậy, cả hai im lặng chìm vào trong giấc ngủ. "Chúng ta đi thôi." Tiếng của Lão Hoàng vang lên đầy mạnh mẽ khiến cho Thắng đang lơ mơ mở mắt phải tức tốc bật dậy ngay. "Đi đâu cơ chứ phụ?" "Đi trừ ma." Lão Hoàng quay lại nhìn hắn, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị, khiến bất giác Thắng phải rùng mình. Hắn ngay lập tức lên tiếng: "Trừ ma? Sao lại thầy không ở yên trong làng mà còn đi đâu cho đến chết mệt vậy chứ?" Lão Hoàng không đáp, gương mặt của lão đầy suy tư mang một nét sầu buồn. Mấy hôm qua lão còn tưng từng uống rượu cùng tay bạn Vạn, ấy vậy mà bây giờ lại trầm ngâm khiến Thắng không khỏi ngạc nhiên. "Nếu mày muốn ở đây thì ta không cản." Lão buông lại một câu rồi đi nhanh ra bên ngoài. Thế vậy Thắng vội vàng đuổi theo. "Ây chết, bây giờ thầy là sư phụ của con, thầy đi đâu con phải đi nấy chứ. Nhưng mà cũng phải cho con về nhà chào tạm biệt bố mẹ đã chứ." Lão Hoàng gần gù tí nữa thì lão tưởng hắn là trẻ mồ côi, vì khoảng thời gian gần đây hắn thường xuyên ở nhà của lão. Về đến nhà, Thắng xào vào lòng của bố mẹ khóc nức nở. Hắn kể lại dự định của mình cho hai người nghe. Mẹ hắn quay sang nhìn Lão Hoàng đang gãi sồn sột như người bị ghẻ thì liền cau mày. Nhìn mặt lão ấy mẹ không tin tưởng chút nào cả. "Hay thôi, ở nhà với bố mẹ đi con." Lão Hoàng nghe vậy thì khựng lại không dám cãi nữa. Thắng bật cười khanh khách rồi nói: "Mấy hôm nay chính là thầy Hoàng giúp trừ ma cho dân làng mình đấy mẹ. Mẹ không tin tưởng vào thầy ấy thì cũng phải tin vào con mắt nhìn của con chứ." Ngỡ rằng bố mẹ sẽ níu kéo thêm, thế nhưng không ngờ sau câu nói ấy, mẹ hắn liền để hắn về phía Lão Hoàng. Bố hắn liền vội nói: "Vậy thì đi đi, đừng có quyến luyến làm gì. Ở nhà bố mẹ lo được, mày không phải bận tâm." Thắng ngơ ngác, mấy giây trước còn mong hắn ở lại nhà, bây giờ lại lật mặt quá nhanh khiến hắn không kịp phản kháng. "Bố mẹ." Hắn định nói thêm gì đó nhưng thầy Hoàng đã ghé sát tai rồi bảo: "Họ muốn mày đi để sinh thêm em cho mày đấy cô." Thắng liền giận mắt ngạc nhiên nhìn về bố mẹ đang đỏ mặt tía tai vì câu nói đầy tế nhị của Lão Hoàng. Mẹ anh liền gắt: "Cái lão kìa, lão đừng có nói linh tinh, hơn 40 rồi còn đẻ đái gì nữa. Thì người ta 60 vẫn đẻ được ít thôi, quan trọng là có muốn hay không." Lão Hoàng liền lên tiếng khịa lại nhưng ngay lập tức đã bị tiếng thét của ai đó từ đằng sau làm cho giật mình ngoái lại. "Ôi ông Hoàng ơi, ông định bỏ tôi một mình hả? Ông Hoàng ơi là ông Hoàng." Cả đám người đang căng mắt nhìn dáng chạy hai hàng của Lão Vạn đang phi như tên bắn về phía của Lão Hoàng. Lão vừa khóc vừa bám chặt lấy tay của người bạn già mà khóc, khiến cho Lão Hoàng tức tối đá thẳng lão ngã lăn ra đền đất. "Tôi đã chết đâu mà ông khóc với chả than. Bỏ ngay cái tay ra. Hoàng đê chưa mảnh tình vắt vai, thân thể trăng trống như là hoa ban đó. Lão mà để gái thích cái cảnh này nó lại tưởng tôi giới tính thứ ba thì có mà chết. Còn ai dám lấy tôi nữa." Nghe lão nói cả đám liền bật người. Thắng nhanh miệng lên tiếng: "Bao giờ thầy chữa khỏi bệnh hôi nách mới có người yêu thầy ơi. Chứ họ đến gần người thì mùi hương quyến rũ này của thầy thì có mà chạy xa 100 mét. Lão Hoàng nghe vậy thì huýt một cái cháy cả con mắt về hướng của Thắng, khiến cho hắn sợ hãi nấp sau lưng của mẹ. Đoàn lão lại quay sang nhìn ông bản thân rồi cất tiếng: "Chuyện gì mà la hét?" Lão Vạn đưa tay đền lau nước mắt nhưng thực chất chẳng có giọt nước mắt nào. "Tôi nghe nói lão chuyển đi cho nên tôi mới vội vàng chạy đến đây ngăn can. Mà sao lão nói năng nghe tuyệt tình vậy chứ?" Lão Hoàng nhếch miệng cười. Chơi với nhau bao nhiêu năm, lão lại chẳng biết tầm tính cách của tay bạn già mình như thế nào. Lão lên tiếng: Chẳng qua là sợ tôi đi nên không có cái chỗ trốn vợ lúc bị đuổi đánh thôi phải không? Tôi còn lạ lão quá cơ mà cứ giả vờ giả vịt. Bị nói chúng tìm đèn, lão Vạn vẫn còn chống chế. Lão nói thế nào ấy chứ, tôi mà phải sợ cái con vợ của mình à? Lão đây ai nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, lại để vợ cưới lên đầu lên cổ thì còn ra cái thể thống gì? Lão Vạn vừa nói xong thì liền có tiếng hét đầy gấp gáp của Thắng vang lên. Hắn sợ hãi chỉ tay đằng sau. Vợ bác cầm gậy đang chạy đến đi này. Đâu? Lão tê mét cả mặt, vội vàng nấp sau lưng của lão Hoàng ngó nghiêng. Thế hành động ấy của lão tất cả đều bật cười. Thắng lăn cả xuống đất ôm bụng cười vật vã như sắp đứt cả hơi. Vậy mà nói không có sợ vợ hả? Hờ, ông đừng có bốc phét. Lão Vạn tức lắm, lão nhìn về phía của Thắng như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng rồi lão liền cười khà. Thì thế thật, thế nhưng mà sâu trong thâm tâm tôi vẫn mong lão ở lại. Lão mà đi thì còn ai uống rượu chơi cờ với tôi. Lão Hoàng nghe vậy thì cũng xuôi tai. Bây giờ mà đi bỏ lại biết bao kỷ niệm. Nhưng nếu không đi thì không được, vì lão đã nhận lời với người ta phải giúp đỡ dân làng của họ. Tôi đi mấy tháng rồi về chứ có phải đi hẳn đâu. Lão ở nhà nhớ trông chừng nhà cửa giúp tôi nghe chưa? Đúng lúc ấy thì Nghĩa cùng với ông Khanh cũng đang đến nơi. Ông Khanh nhìn tay nải trên vai của lão rồi cất lời. Ngài nói lão đi nên là tôi cũng đến đây, chúc lão thượng lộ bình an mau chóng trở về. Cảm ơn ông, cũng mong là như vậy. Bác cho cháu đi cùng với. Nghĩa nhanh nhậu lên tiếng. Thời gian qua hắn đã chứng kiến tài nghệ của lão Hoàng cho nên cũng muốn được như Thắng, được đi theo và ngầu lòi như lão. Lão Hoàng nghe vậy thì liền lắc đầu. Dẫn một cái thằng đi theo đã khổ, lại thêm một thằng nữa tao chết. Thôi, mày ngoan ngoãn ở nhà đi. Nghĩa biếu môi, hắn nhìn Thắng đang nhếch mép cười khinh bỉ thì không can tâm. Thằng Thắng nó dở hơi hâm hấp thì còn nhận, sao thầy lại không có nhận cháu? Cháu thông minh hơn nó nhiều đó. Ê, cái thằng thối mồm kia mày bảo là ai hâm hấp hả? Thắng ngay chửi liền nhảy dựng cả lên, cái lại vô cùng ác liệt. Ta bảo mày đấy thì sao hả? Ngon thì vào ăn đi, ăn luôn đó, ta lại sợ mày quá cơ. Nghe hai thằng đấu võ mồm nhấc hết cả óc, ông Khanh lúc này liền lớn tiếng. Chứ mày có im hết mồm đi không hả? Bây giờ cả hai mới chịu im lặng. Lão Hoàng thở dài nhìn từ đầu xuống chân thanh niên tên Nghĩa. Trông hắn đô con hơn hẳn Thắng cho nên chắc cho đi theo phác đồ cũng được. Nghĩ đoạn là lão liền lên tiếng. Thế thì mày về hỏi ý kiến gia đình đi, ta cho mày 15 phút đấy. Nghe vậy Nghĩa liền hí hưởng đáp. Không cần đâu thầy, cháu đã hỏi trước rồi, bây giờ lên đường luôn cũng được thầy. Lão Hoàng chỉ chờ có như vậy liền xách tay nải lên chuẩn bị rời đi. Những người ở sau quyến luyến nhìn theo. Trước đây họ coi lão như một kẻ điên, một kẻ nát rượu chuyên gây sự trong làng. Nhưng khoảng thời gian gần đây, lão lại là vì cứu tinh giúp dân làng vượt qua bao thế lực vô hình ta quái. Lão Vạn liền hét lớn, ớ về sớm đi nha. Vậy là ba người già có trẻ có bắt đầu một hành trình mới đầy gian truân vất vả. Bạn ấy thầy nói có người nhờ thầy đến trừ ma giúp dân làng, họ là ai vậy thầy? Con là cùng thầy suốt mà đâu có thấy ai chứ. Thắng thắc mắc liền tiếng hỏi. Lão Hoàng vừa đi vừa trả lời cộc lốc. Là hồn ma đến nhờ. Như vậy hai thanh niên đứng khựng lại. Hồn ma hả? Tôi nói nhưng hét vào tai khiến cho Hoàng phải bật ra xa, thầy liền quát. Tao chưa có điếc đâu nha. Nghĩ nghe vậy thì liền bịt chặt miệng lại, nhưng được mấy giây lại mở ra để nói chuyện. Thế nhưng sao hồn ma đến nhà thầy cơ chứ? Lời vừa dứt thì liền ôm đầu đau điếng vì vừa bị Thắng đánh mạnh một cái vào đầu. Mày hỏi ngu vậy hả mày? Sư phụ là thầy trừ ma, không nhìn thấy ma nhìn thấy cái gì? Nghe lên một tiếng, bây giờ nghĩ lại hắn thấy mình đúng ngu thật. Đoàn Thắng lại lên tiếng. Thì ma nữ có sinh không thầy? Trời ạ! Lão Hoàng nghe hợp trò cưng của mình nói mà muốn trồi xuống đất. Thấy thầy nguyết mình đến cháy cả con mắt, Thắng bĩu môi. Thầy đừng có mà khinh con nha. Hôm trước thầy chẳng ghen cái bà bán cá vòng nào ra vòng đấy, nhìn đến lé cả mắt còn gì. Nghĩa bùa miệng cố gắng nín cười nhưng không được. Hóa ra lão Hoàng cũng có cái tật ngắm gái như bao người. Đằng trong lúc lão Hoàng không biết phản kháng ra sao, Thắng đã tiếp tục lên tiếng. Thầy không phải cãi con. Hôm trước các con nghe lỏm thì nói chuyện với lão Vạn, muốn cua bà ấy nhưng mà sợ hôi nách, bà ấy không có đồng ý, cho nên là định xin cách giữa hôi nách. Mà con đã bảo thầy ngay từ đầu rồi. Sang huyện bên ấy nhà thầy Hách đó, xin thuốc về mà bôi 100% khỏi mà không có nghe. Bây giờ đi cũng có kịp nói gì với bà bán cá đâu. Lão Hoàng nghe vậy thì tức sôi cả máu. Lão định cầm đôi tông lào của mình lên, nhắm thẳng mặt Thắng mà ném. Cái thứ nhất là vừa bay đến, Thắng hoàn người né được. Hắn nghe răng ra định quay lại chí diễu thì ngay tức các cây dép còn lại đập vào mặt, khiến cho hắn méo cả miệng. Nhân lúc mà hắn ngã xuống, Lão Hoàng lao đến như một tên bắn. Tao thích thì kệ cha tao, ít nhất tao còn thích người, chứ không phải là cái loại đến ma cũng không tha như mày. Có đứa học trò nào khốn nạn như mày không hả Thắng? Thắng bị lão đè nghiến xuống nền đất, không kìm phản kháng lại, liền bị Nghĩa lao vào ăn hôi. Hắn nghiến răng nghiến lời đấm đá trả thù cái vụ mà Thắng đã kinh bỉ hắn vào mấy giờ trước. Thôi thầy ơi, thầy định đánh chết đệ tử của mình hả? Thấy hắn hét lớn, Lão Hoàng mới chịu dừng lại. Nhưng Nghĩa vẫn nhắm chặt mắt mũi mà đánh, khiến cho thầy Hoàng vài tròn mắt ra sức ngăn cản. Bây giờ Nghĩa mới mở mắt nhìn xung quanh, biết mình làm lố quá cho nên mỉm cười thân thiện. Thắng, sao lại nằm dưới đất thế kia? Thắng lộm cùng bò dậy, toàn thân hắn đi ẩm nên muốn chạy đến táng cho thằng bạn thân. Thế nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh. Mày được lắm, cứ đợi đấy, tao sẽ trả thù. Bị Lão Hoàng dậy trong một trận, hắn không lầu bầu nữa. Hắn ngoan ngoãn đi đằng sau thầy. Lúc này lại đến phiền Nghĩa lên tiếng. Nhưng mà thầy ơi, hồn ma nữ ấy nhà thầy cái gì vậy? Lão Hoàng khó nhọc rồi trả lời. Cô ta nhờ đến giúp dân làng của mình, muốn biết rõ thì phải đến nơi đó mới hiểu được hết. Nhớ đâu con ma nữ đó lừa thầy sao? Nghĩa liền hỏi tỉnh bơ. Câu hỏi của hắn khiến cho Thắng và Lão Hoàng phải giật mình. Mày nghĩ con ma nào cũng như mày nói dối không chớp mắt đâu hả? Nghĩa nghe vậy thì liền vỗ ngực bôm bốp. Mà tao uy tín thế này mà mày không có tin hả? Đúng là không có con mắt nhìn. Mặt mày là uy tín quá cơ. Thằng biếu mồi cãi lại. Suốt dòng đường đi ngày hôm ấy, cả hai chóm chòe với nhau, khiến bầu không khí lúc nào cũng chẳng được yên. Cả ba người đi từ sáng đến tối chưa đến nơi. Cả ba mệt mỏi ngồi bên vệ đường. Thắng đền trách. Bạn ấy đi qua cái làng con bảo vào đó tá túc một hôm thì không có nghe. Bây giờ hay rồi này, đến chỗ nằm cũng không có, ngủ phơi xương thế này mai ốm mới khỏi phải đi. Nghĩa vừa gái sồn sồn vừa đồng ý tiếp lời. Đúng rồi đó, ngủ giữa cánh đồng như thế này tôi có con rắn con chăn nào nó đớp cho cái thì chết không kịp ngáp. Lão Hoàng ngồi giữa ngang hai thằng thanh niên cảm giảm mãi khó chịu, hét lớn. Cho mày có im đi không à? Nín đi. Không muốn ngủ dưới đất thì lao lên cây mà ngủ. Đi hành tẩu giang hồ cứ như để đi du lịch vậy hả? Thầy lão gắt cả ngày không dám nói gì thêm. Một lúc lâu sau cả đám leo lên cây nằm theo lời gợi ý của Lão Hoàng. Cứ may ở đây có một cây gạo cổ thụ, cành to cho nên cũng dễ cho họ đánh một giấc yên thân. Cái gì đây? Nghe hét lên, không biết vì sao lại có những hạt gì đó bồm bồm dưới đinh mặt của mình, như thể có người ném vậy. Hắn nhổm dậy nhìn ngó xung quanh. Mặc dù đã là ban đêm nhưng dưới ánh trăng soi sáng, hắn vẫn có thể quan sát được trong một cự ly ngắn. Thấy thầy Hoàng cùng với Thắng vẫn đang nằm gáy gò gò, hắn có hiểu không biết kẻ nào đã chơi xấu mình. Vậy Thắng ngồi say thế kia chắc không phải là hắn ra tay rồi. Nghĩ ngợi một lúc vẫn không ra, Nghĩa đành nằm xuống bắt đầu ngủ lại. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì một viên sỏi to bằng hai đầu ngón tay ném thẳng vào trán. Một cú đau điếng khiến cho hắn bật dậy như lò xo. Hắn tức tối ôm đầu nhìn xuống. Mẹ! Nghĩa đang định chửi bậy thì bất ngờ khựng lại. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha đang ngồi dưới gốc cây không biết làm gì. Chẳng lẽ cô ta ném mình? Nghĩa tự hỏi bản thân với bản tính tò mò, hắn quyết định lao xuống xem người con gái kia là ai mà nửa đêm nửa hôm lại ra đây ngồi như vậy. Hắn leo xuống vừa vuốt tóc lấy vẻ đẹp trai của mình để tự tin đối diện với cô gái kia. Này cô, sao muộn rồi cô lại ngồi đây vậy? Hắn hỏi mấy lần mà người phụ nữ vẫn không thèm trả lời, khiến cho hắn tức tối định đi lên phía trước, nhìn cho rõ gương mặt. Cô gái kia thì ngay lập tức đã bị cô ta cản lại. Anh đừng có đến đây, anh nhìn thấy mặt tôi thì sẽ sợ chết khiếp mất. Tưởng cô gái ngại không muốn nhìn gương mặt đẹp trai của mình, Nghĩa liền cười khà. Không sao đâu, trên đời này làm gì có người con gái xấu, chỉ có con gái không biết làm đẹp mà thôi. Nói đoạn thì hắn hí hửng chạy đến phía trên, lập tức Nghĩa hét lên đầy sợ hãi. Hắn bỏ lùi ra đằng sau kinh hãi tột độ. Ma, có yêu quái. Trước mặt của hắn bây giờ nào phải gương mặt xinh đẹp của một người thiếu nữ, nhưng hắn vẫn mường tượng, mà là một gương mặt nhăn nhèo không khác gì người già. Hai con mắt trắng dã nhìn vô cùng đáng sợ. Lão Hoàng và Thắng cũng đang nằm trên cây, bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, liền ngã lăn quay xuống đất. Lão Hoàng ôm lưng đầy đau đớn nhìn thằng trò mới oán trách. Cái thằng kia, mày lại lên cơn động kinh đó hả? Lão định chửi thêm thì bị Thắng bịt lại. Hắn hất mặt sang phía con ma nữ đang ngồi rồi lắp bắp. Cô ma kia thầy. Nghĩa thấy đồng bọn đã thức, hắn nhanh chân chạy lại phía của thầy Hoàng rồi mếu máu. Nó dọa con đó thầy. Thầy đánh cho nó một trận đi thầy. Lão Hoàng bấy giờ mới để ý, chẳng biết từ khi nào bên dưới gốc cây đã có hồn ma nữ ngồi đó. Thảo nào mà lúc nó đang ngồi, lão cảm thấy có một luồng khí lạnh ập đến, nhưng do lười cho nên chẳng thèm đứng dậy để nhìn. Con ma kia nghe Nghĩa nói như vậy thì ấm ức cãi. Tôi đã bảo là đừng có nhìn lại con, đó là do cậu tự chuốc lấy mà thôi. Nghĩa lập tức đáp lời, cứ cho là vậy đi, nhưng mà sao cô lại ném đá vào mặt tôi? Nói đoạn hắn chỉ vào cục u to đùng trên trán của mình. Bất giác cả ma cả người đều bật cười. Còn ma nữ vừa cười vừa đáp. Cậu ngộ mà ngáy to quá nên là tôi ném chơi vậy thôi, ai ngờ lại trúng. Nghe con ma nữ giải thích, Nghĩa bất lực nhìn nó đầy căm phẫn. Còn ma nữ liền tiếp tục nói thêm. Câu này vốn dĩ là nơi cư trú của tôi, nào ngờ vừa đi hóng mát một chút đã bị các người chiếm mất. Thắng nghe vậy thì chống lạnh cãi. Cây nào là cây của cô? Có giấy tờ gì không mà nói? Ai đến trước thì là của người ấy, không phải nói nhiều. Còn bà nữ nghe vậy cười lên thè thé. Nói thế thì ta mới là người đến trước đúng không? Thì nhưng mà đi ăn cỗ về mất chỗ. Bây giờ chúng tôi đã ở rồi thì cô kiếm chỗ khác đi. Rồi sao cô cũng là ma đi đâu chả được. Đúng rồi đấy. Nghĩa đồng thanh lên tiếng. Hắn hẳn không thể ném trả con ma kia, nhưng những gì mà nó đã làm với bản thân. Còn mà nữ không thèm đôi co, cứ như vậy bay lên cây nằm ngủ. Lão Hoàng bấy giờ mới chịu lên tiếng. Kệ cô ta, nước sông không phạm nước giếng là được. Nằm đất một hôm không chết được đâu. Thắng nghe vậy liền bĩu môi không cam tâm. Con mà là thầy, con dơ nách lên cho nó ngửi, xem nó có dám đến gần không. Lão Hoàng quay lại nguyết hắn một cái thật lâu rồi bình tâm nằm xuống. Mặc kệ chúng mày, im lặng cho tao ngủ là được. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy chẳng còn thấy con ma nữ đâu. Nghĩa thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn gương mặt đầy kinh dị của nó. Lão Hoàng bấy giờ mới tỉnh dậy. Lão nhìn gương mặt của thằng Nghĩa liền phá lên cười. Thắng vừa tỉnh cũng phải cười lăn. Mày bôi gì lên mặt với Nghĩa? Bây giờ Nghĩa mới sờ lên mặt, nhìn xuống bàn tay thấy toàn bùn đất. Mặt hắn đỏ bừng nhìn lên trên cây. Không ai khác ngoài con ma nữ kia, đúng là khốn nạn mà. Tiếng cười khúc khích từ bên trên cây, thế nhưng mà chẳng thấy con ma nữ đâu cả. Nghĩa ấm bức chảy xuống mượn nước gần đó để rửa mặt, miệng không ngừng lầu bầu chửi. Thành ma rồi mà vẫn còn xấu tính, để lần sau gặp lại nhất định phải trả thù mới được. Vậy là đám người lại tiếp tục hành trình mới. Suốt kinh nghiệm lần trước đến chập tối thì Lão Hoàng đã gõ cửa nhà dân để mà nương nhờ một đêm. Vừa mở cửa ra nhìn thấy mặt lão, người chủ nhà liền đóng sầm cửa lại. Lão Hoàng u ớ không hiểu chuyện gì. Bây giờ Thắng mới tiến đến đẩy lão giặt ra một bên. Thầy đi ra để con xử lý. Nói đoạn hắn liền hằn giọng. Có ở nhà không? Chúng tôi là người qua đường muốn ở nhà một đêm. Không biết là giọng của hắn có uy tín hơn Lão Hoàng hay không, mà người từ bên trong từ từ mở cửa. Người phụ nữ hé mắt ra nhìn. Các người ra nhà khác nhỏ đi, nhà chúng tôi đang có việc, các người không ở được đâu. Nghe vậy Thắng liền thắc mắc. Người phụ nữ toan đóng cửa thì ngay lập tức bị Lão Hoàng chặn lại. Này cô, tôi thấy trên người chị có mùi âm khí rất nặng đó. Trên đấn đường có vệt đen, e rằng nhà đang có sự lạ. Không biết tôi nói có đúng hay không? Người phụ nữ kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô liền mở toang cửa lắp bắp. Sao ông biết? Nghĩa nghe người phụ nữ hỏi thì nhanh nhảu trả lời. Thầy tôi là thầy Pháp nên cái gì chả biết. Người phụ nữ nghe vậy liền quỳ thụm xuống đất và lấy váy để. Cậu có con mắt không chồng nên có gì xúc phạm mong thầy bỏ qua cho. Nhưng xin thầy hãy cứu gia đình của con. Người phụ nữ khóc lóc vật vã trên nền đất. Lão Hoàng không hiểu chuyện gì, vội vàng đỡ người phụ nữ dậy. Lão nói: Có gì từ từ nói, nhà chị cứ cóc mãi thế này thì tôi biết đường nào mà lần. Người phụ nữ nghe vậy thì cố gắng nín khóc. Cô vội vàng mời ba người vào nhà rồi tự mình giới thiệu. Con tên là Hoa, cháu con tên Kiên đang nằm bất động trong buồng mấy hôm. Trong nhà luôn xảy ra những cái sự lạ không sao có thể giải thích. Mong thầy hãy cứu giúp cả gia đình của con. Nín. Thế người phụ nữ đang định tiếp tục khóc, Lão Hoàng liền ra hiệu dừng lại. Chị Hòa cũng bị tiếng hét của lão làm cho đứng hình. Lão chẳng cần chị dẫn đi mà tự giác đi vào trong căn buồng. Trên giường chồng của chị chính là anh Kiên đang nằm bất động. Trong mắt của Lão Hoàng luẩn quẩn quanh người đàn ông là những dòng âm khí vô cùng lớn. Điều đó khiến cho lão không khỏi kinh ngạc và không hiểu vì sao người anh Kiên lại bị bao trùm bởi khối lượng âm khí như vậy. Lão quay sang rồi lên tiếng: Người này có hiện tượng giống như thằng Nghĩa lúc trước, chuẩn bị mọi thứ như vậy là được. Nó nghe vậy thì liền nhanh chân đến chỗ của chị Hoa căn dặn những thứ lá cần dùng. Chị Hoa nghe xong liền mau chóng làm theo. Một lát sau khi nước đã sôi, hắn cùng với Nghĩa nhanh nhẹn khi người đàn ông ra ngoài tắm rửa. Thấy chồng lên cơn co giật, mỗi lần nước dội xuống là chị Hoa lại thút thít khóc. Chị muốn ngăn cản lắm nhưng rồi lại thôi. Không biết vì sao chị lại có niềm tin mãnh liệt với Lão Hoàng. Sau khi tắm xong, thần sắc của anh Kiên cũng tốt hơn. Thế da dẻ của chồng không còn tái xanh như trước. Chị Hoa vui mừng cảm ơn. Cảm ơn thầy rất nhiều, ơn này nhà con chẳng biết sao báo đáp. Lão Hoàng đăm chiêu nghĩ ngợi một việc gì đó. Một lúc sau lão mới trầm ngâm: Chuyện này chưa xong đâu, lát nữa cậu kia tỉnh lại nhớ báo cho tôi để tôi hỏi chuyện. Vâng ạ. Chị Hoa nghe vậy chỉ biết im lặng trả lời. Chị ngồi bên cạnh chồng mà nước mắt rưng rưng. Một lát sau, Lão Hoàng đang ngáy khò khò trên sập thì bị Nghĩa tát cho mấy cái vào mặt làm cho tỉnh giấc. Thầy ơi! Lão Hoàng bực dọc, định cầm cây gậy choang cho hắn một cái thì bị chị Hoa cản lại. Ấy chết thầy ơi! Là con bảo cậu ấy gọi thầy, chồng con tỉnh rồi thầy hả? Lão Hoàng nghe vậy thì tuy bực tức nhưng lão quay sang Nghĩa: Từ sau mà còn có kiểu bố lão mất dậy ta đuổi cút về nhà đấy. Ai bảo thầy ngủ say quá cơ, con gọi mãi không có dậy. Nghĩa biếu môi đáp lại khiến cho Lão Hoàng cạn lời. Lão bây giờ hối hận khi mà đã cho Nghĩa đi theo. Một mình tên Thắng là đã đủ bực bội, bây giờ lại thêm tên Nghĩa này, làm sao mà lão chịu đựng cho nổi. Thưa thầy... Anh Kiên nhòm người dậy định chào nhưng nhanh chóng bị Lão Hoàng xua tay ra hiệu không cần. Lão ngồi đối diện với anh, giọng nói trở nên nghiêm nghị khiến hai thằng đệ tử đứng sau cũng phải giật mình. Tôi nói thẳng về vấn đề luôn này, không biết cậu có lấy thứ đồ nào của người chết không hả? Anh Kiên nghe vậy thì tái mét cả mặt, anh lắp bắp: Không, con không lấy đồ gì cả. Sao thầy lại hỏi chuyện này? Lão Hoàng liền cau mày. Lão đập tay mạnh xuống giường khiến tất cả sợ đến mức nín cả thở. Lão liền quát: Đến nước này mà vẫn còn ngụy biện hả? Người ta đứng đây ở ngoài cửa đòi trả đồ kia kìa. Nói đoạn lão chỉ tay ra ngoài cầm, nhưng ngoài bóng tối mịt mù thì chẳng có thấy ai. Thấy mọi người đang hoang mang, lão tiếp tục nói: Mày đi đào mộ lấy đồ của người chết để cho người ta phải theo về tận nhà ám quẻ. Nếu như hôm nay thầy trò ta không đi qua đây thì đừng có mà hòng sống qua ngày. Khôn hồn thì trả lại cho họ, còn không thì chỉ có chết cả nhà thôi. Lão vừa dứt lời, tay chân của anh Kiên run lên bần bật. Anh tái xanh tái xám cả mặt. Chị Hòa lúc này cũng đã sốt sắng cả lên. Chị nắm chặt lấy tay của chồng nói trong sự lo lắng: Anh nói gì đi, sao anh lại im lặng vậy? Thắng nhìn nét mặt của anh Kiên liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn nói: Chắc là lại tham của nên là cốm đồ luôn của người chết, đúng là tham thì thầm. Nghe thằng bạn nói, Nghĩa liền cau mày. Hắn huých nhẹ vào vai của Thắng thì thầm: Mày nói thì nói nhẹ thôi, ai lại nói toạc ra thế? Mà này, thầy Hoàng nói như vậy có nghĩa là người ngoài cổng đã có ma hả? Nghĩa vừa hỏi vừa nép sát người vào bên trong. Bây giờ Thắng mới ngộ ra, gương mặt cũng dần trở nên sợ hãi. Mấy lần gặp ma đều là những kỷ niệm không thể ám ảnh hơn, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Anh Kiên bị truy hỏi một hồi thì liền bật khóc, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Nghĩa thế vậy lên tiếng: Ôi anh ơi, có gì từ từ nói. nam tử hán đại trượng phu lại khóc như thế? Anh Kiên cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Bấy giờ anh lên tiếng. Đúng vậy, tôi đã trộm đồ của người chết, nhưng cũng có nguyên nhân cả. Chị Hòa nghe chồng nói thì liền sững người lại. Chị không thể ngờ người chồng mà mình luôn tin tưởng là có thể làm ra những chuyện nghịch thiên như vậy. Anh Kiên hít một hơi thật sâu. Anh liền kể lại câu chuyện mình đã trải qua trong những ngày gần đây. Vào ngày này một tuần trước, anh nhờ đi bốc mộ cho một gia đình khá giả huyện bên, vì cũng có chút tiếng tăm trong giới. Người được chôn là mẹ của gia chủ, khi chết chôn theo rất nhiều vàng bạc, nên quy trình bốc mộ diễn ra vô cùng nghiêm ngặt, vì sợ có kẻ gian lấy cắp. Anh Kiên vốn không phải là người xấu, vàng bạc đá quý có xuất hiện thì anh cũng chẳng lấy làm quan tâm. Nhưng chớ trêu thay, đứa con trai duy nhất của anh lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cần số tiền lớn để chữa trị, mà gia cảnh của nhà anh lại bần hàn, kiếm ăn qua ngày còn khó, huống chi là chữa bệnh cho con. Vì muốn con được sống và muốn gia đình có điều kiện khá giả hơn, anh đánh liều nhân lúc mọi người không để ý, liền lấy cắp một chiếc vòng ngọc vô cùng tinh xảo. Không biết chủ nhà có nhầm lẫn gì không, đến khi điểm lại đồ vật được chôn theo mẹ thì họ báo không thiếu thứ gì, khiến anh Kiên thở vào nhẹ nhõm. Trở về nhà với chiếc vòng trên tay, anh không dám bán ngay mà gói trong một cái bọc vải nhét dưới gầm tủ gỗ, nơi mà chỉ có anh hay động vào. Nhưng mà điều khiến anh không thể ngờ là từ khi cầm chiếc vòng về nhà, liên tiếp những sự việc quái dị ập đến, khiến anh không được yên giấc. Đêm đến luôn có một bà cụ già lấy gậy đánh anh trong giấc mơ. Nhưng mà điều kinh khủng nhất là khi tỉnh lại, trên người của anh lại xuất hiện chi chít những vết bị người đánh. Anh dù rất sợ hãi nhưng không dám kể cho vợ nghe, mà chịu đựng một mình. Đỉnh điểm là thằng bé nhà anh thường xuyên gào thét khóc lóc giữa nửa đêm, kêu là bị một bà già đánh vào đít, khiến cho chị Hoa vội lo lắng, gửi con sang bên nhà ngoại, không dám cho ở nhà nữa. Vào ngày hôm trước anh lại mơ thấy cụ già ấy. Lần này bà ta không đánh anh nữa mà nhếch miệng cười. Mày muốn tìm lại con của mày không? Anh Kiên nghe vậy thì hốt hoảng bật dậy. Bà nói gì? Con tôi đang ở đâu? Bà già không đáp, cứ như vậy bà ta lướt về phía trước. Anh Kiên lo lắng cho con tột độ liền chạy theo bóng lưng còng của bà già kia. Cứ như vậy anh chạy mãi trong màn đêm không lối thoát. Khi tỉnh lại đã nhìn thấy Lão Hoàng. Tất cả nghe anh kể xong thì liền hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là vong hồn của người quá cố kia về đây để ám quẻ. Chị Hòa không nấc lên, chỉ đánh thùm thùm vào người chồng rồi trách. Sao anh lại dại vậy hả anh? Đói cho sạch rách cho thơm, sao anh lại làm như vậy chứ? Thắng thấy chị Hòa cứ đánh chồng lên tiếng căn ngăn. Ấy, chị định đánh cho anh Kiên thổ huyết à? Có gì từ từ nói. Chị Hòa nghe vậy mới chịu dừng tay lại. Lão Hoàng thở dài. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh Kiên. Có trách thì trách số phận quá ác nghiệt đã đặt anh vào tình huống phải lựa chọn giữa nhân cách con người và sự chống chết của con trai duy nhất của mình. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, đồ của người chết anh không nên động vào, mau chóng trở về chỗ cũ là tốt nhất. Anh Kiên gần gù trải qua sinh tử, anh không dám giữ chiếc vòng ngọc đó thêm chút nào. Nhưng rồi anh lại nhớ đến bệnh tình của con, anh mếu máu. Nhưng mà còn thằng bé. Không để cho anh nói hết câu, Lão Hoàng đã nở một nụ cười lên tiếng. Ăn ở hiền lành ắt có phúc nhân. Thằng bé nhà hai người mệnh tốt nên không dễ chết đâu. Chỉ mong sau này hai người đừng tham phú phụ bần, thay đổi nhân cách. Chính điều đó sẽ giết chết hai người. Nghe Lão nói, hai người tuy không hiểu nhưng vẫn gần gù cho là phải. Sáng ngày hôm sau, anh Kiên mang chiếc vòng trả về cho con cháu của bà cụ và không ngừng mong sự tha thứ vì chót dài lấy cắp đồ của người quá cố. Người con trai của bà cụ thấy vậy, không những không tức giận mà còn cho anh thêm một ít tiền để trang trải. Tối qua tôi mơ mẹ về báo mộng cũng kể y câu chuyện như cậu. Tôi cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ, ai ngờ thì sáng nay cậu tìm đến đây thật. Thôi thì việc cũng đã lỡ, cậu cũng biết lỗi rồi thì mọi chuyện coi như bỏ qua, không cần bận tâm gì cả. Cậu lấy ít tiền này mua sữa cho thằng nhỏ, chúc cái thằng nhỏ mau chóng khỏe mạnh. Anh Kiên cầm tờ tiền trên tay mà rưng rưng nước mắt. Họ đối xử tốt với anh như vậy, nhưng không ngờ anh lại làm chuyện có lỗi. Anh ôm nỗi xúc động về nhà thì được biết thầy trò của Lão Hoàng đã đi từ lâu. Anh hướng mắt về con đường phía trước thầm cảm ơn và cầu mong cho hai thầy trò tốt bụng kia mọi chuyện sẽ được suôn sẻ. Không biết được rằng Lão Hoàng đã nói đúng hay không, nhưng chỉ vài hôm sau, chị Hoa đang cuốc vườn trồng rau thì đào trúng được một hũ vàng khá lớn. Anh chị như người chết đuối vớt được cặp, cứ như vậy mà đổi đời. Nghe theo người thầy đã từng giúp đỡ gia đình, cả hai không khoe khoang tiền bạc mà sống rất giản dị. Một phần số vàng dùng để chữa khỏi bệnh cho con và sửa sang lại ngôi nhà, còn phần còn lại anh chị đem đi từ thiện giúp đỡ làng xóm xây đường mới. Cứ như vậy ngôi làng nghèo xác xưa ấy bỗng nhìn thầy ra đổi thịt, khiến anh nhìn vào cũng phải mắt tròn mắt dẹt vì không thể tin được. Thầy ơi, sắp đến chưa thầy? Nghe mệt mỏi ngồi phịch xuống đất rồi cất tiếng hỏi. Lão Hoàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bây giờ cũng đã thấm mệt. Lão ngồi xuống rồi đáp. Đi qua cái làng trước mặt là đến. Bố sư cái con mà nữ, nó nói gần đây thôi mà đi mấy ngày chưa đến nơi. Thắng liền bĩu môi, hắn liền đầm bầm. Chẳng thầy dạy gái cho nên mới nhận lời chứ gì. Đã bảo ở nhà tán bà bán cá không có nghe. Có xe đạp thì không có chịu đi, lại cứ thích đi bộ. Còn nhón cái xe nát chở được ba người hả? Và lại chúng mày phải chấp nhận sự khó nhọc như vậy thì mới tu pháp thành công. Lão Hoàng nghe vậy thì liền giơ tay lên định đánh. Thế nhưng Thắng và Nghĩa đã chạy sang hàng chục mét. Tiếng của Thắng kinh sợ hét lớn. Ôi trời ơi là trời, biết mình hôi nách thì tem tém cái lại. Đằng này cứ thích phơi ra cơ. Trời thì đang nắng nóng, mồ hôi của thầy với cái mùi hôi nách hòa quyện với nhau còn hơn cả mắm tôm. Nghe Thắng cảm thán, bấy giờ Lão Hoàng mới để ý đến cái nách của mình. Trời nắng nóng lại càng làm nổi bật cái mùi hương quyến rũ chết người. Lão đưa mũi hít hà mấy cái rồi trả lời tỉnh bơ. Chúng mày chỉ được cái nói điêu, tao có người thích cái mùi gì đâu. Dứt lời cả hai đứa liền bày ra một bộ mặt kinh tởm. Ghé run rẩy đưa tay lên chỉ vào lão. Nhìn kìa, cái áo vàng khè ra mà vẫn còn cố cãi cho bằng được. Từ giờ không nên gọi là thầy Hoàng nữa, mày phải gọi là Hoàng mắm tôm. Hai cái thằng kia. Lão Hoàng rít lên qua kẽ răng. Lão biết hai thằng đang a dua hùa vào bắt nạt mình, cho nên định cầm dép choang cho mỗi thằng một cái, nhưng rồi lại thôi. Lão nhìn xuống đôi tông lào yêu thích của mình. Nếu bây giờ mà ném chúng đi, có khi lại bị đứt quai cũng nên. Nếu đứt thì lão còn gì để đi nữa. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, lão đành thôi ý định trong đầu. Kệ cha chúng mày đó, tốt nhất là mau cút về nhà chúng mày đi. Lão bực dọc mặc kệ hai thằng đệ tử đang bịt mũi cố gắng cách xa mình nhất có thể rồi đi tiếp. Biết lão giận, hai thằng liền nhìn nhau cười trộm rồi mới nhanh nhẩu lên tiếng. Thầy giận rồi hả? Sao thầy già mà tính trẻ con thế? Lão nghe vậy liền quay ngoắt lại, hai mắt của lão rực lên những tia lửa. Tổ cha chúng mày chứ, chúng mày tưởng tật xấu của chúng mày ta không biết hả? Đoàn lão cười khà chống nạnh hoắc mồm ra nói. Thằng Thắng bị hôi chân, đêm ngủ còn đưa lên mồm ngậm để cắn. Còn cái thằng Nghĩa thì thối mồm, chuyên môn không có đánh răng. Chúng mày cũng 19 110 với tao thôi, còn gì mà lên mặt với ai. Nghe lão nói, hai thằng đệ tử tái cả mặt. Chúng chạy nhanh đến bịt chặt miệng của lão. Ôi thầy ơi, thầy nói nhỏ thôi không người ta nghe thế thì con ấy vợ chết. Thế ta không cần lấy vợ hả? Mà cha chúng mày chứ, thế tao hiền mà bắt nạt hả? Từ sau chừa nghe chưa, nghiệp nó không chừa một ai đâu. Cả hai nghe vậy thì liền nín lặng, chứ không dám lên tiếng nữa vì sợ chuyện xấu của mình bị lão Hoàng bêu rếu cho người làng biết thì không có cái lỗ nào chui vừa. Đi thêm khoảng 100 mét nữa, ba người liền đến một ngôi làng nhỏ. Trước mặt là quán nước bày bán khá nhiều đồ uống. Nghe thấy vậy thì mắt sáng cả lên, hắn hí hửng lên tiếng. Mình vào trong uống nước đi thầy ơi. Tiền. Lão Hoàng trả lời một câu cộc lốc. Thắng liền bĩu môi. Túi của thầy đầy tiền còn gì. Lúc đi con trông thấy ông trưởng làng nhét vào túi của thầy chút tiền, thầy đừng có mà tưởng con không biết. Lão nghe vậy thì ngạc nhiên. Lão tưởng không ai biết việc này, hóa ra Thắng đã biết tầm. Thôi được rồi, vào ăn chút cho ấm dạ đi. Thắng và Nghĩa hứng khởi hét lớn. Cả hai thằng chẳng cần lão sư phụ của mình nói thêm câu gì, liền chạy nhanh vào trong quán. Cho 4 cốc nước mía nhà bà chú ơi. Có ngay đây hai chú. Lão Hoàng vừa đặt mông xuống thì cũng là lúc bà chủ bưng nước ra. Lão toàn bưng một cốc nước thì đã bị Thắng giật lại. Ấy chết, chúng con gọi cho mình thôi chứ chưa có gọi phần của thầy. Thầy tự gọi đi. Lão Hoàng liền trợn mắt, lão chỉ vào mấy cốc nước mía. Ở đây có những 4 cốc cơ mà. Nghĩa nghe vậy thì liền trả lời tỉnh bơ. Đúng rồi thầy, mỗi ngày 2 cốc là 4. Thế của ta đâu? Của thầy thì thầy tự gọi đấy chứ. Nói đoạn hai thanh niên cười lên khà khà, khiến lão Hoàng cứng họng. Tí nữa thì lao lại đánh cho. Nhưng lão bình tĩnh cười gian xảo. Bà chủ cho cốc nước mía nha. Vâng ạ. Nói đoạn lão ngồi sang bàn bên cạnh mà nghe ánh mắt nghi hoặc của hai thằng học trò. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.